Ngày 25 tháng 4, công ty cổ phần phát triển bất động sản Phát Đạt, An Gia Investment và quỹ đầu tư Creed Group Nhật Bản đã công bố ra mắt dự án căn hộ River City tại phía nam thành phố Hồ Chí Minh. Dự án này có tổng vốn đầu tư 500 triệu đô la Mỹ. Kiến trúc của dự án này đang gây chú ý vì lần đầu tiên trong một dự án nhà ở tại Việt Nam có xuất hiện biển đảo nhân tạo ngay trong tiện ích nội khu để phục vụ cư dân dự án. Biển đảo nhân tạo này được lấy cảm hứng từ một trong 10 hòn đảo nhân tạo nổi tiếng nhất thế giới tại Dubai, World Island. Công trình biển đảo nhân tạo này rộng 1 hectare, tái hiện một bãi biển thực sự gồm một bãi cát dài, có sóng nhân tạo và một ốc đảo resort, được bao bọc bởi các vườn cây nhiệt đới. Bãi biển nhân tạo này cũng được bố trí đầy đủ khu cảnh quan gồm cầu bộ hành, sân tắm nắng, khu chòi ven biển, khu dành cho trẻ em và người lớn, câu lạc bộ dưỡng sinh, khu yoga. Ngoài khu vực biển đảo nhân tạo, thiết kế River City còn bao gồm một quảng trường nước và ánh sáng, đường hoa đi bộ trên không, hồ bơi thác nước 2 tầng. Đây là các hạng mục độc đáo trong tổng số 99 tiện ích mà chủ đầu tư River City đưa vào dự án. Thiết kế này do DWP Hồng Kông thuộc tập đoàn DWP thực hiện. Đây cũng là tập đoàn chuyên về thiết kế kiến trúc danh tiếng trên thế giới. Với phối cảnh thiết kế toàn dự án độc đáo này, dự án River City cũng vừa đoạt giải thưởng phối cảnh đô thị châu Á do tổ chức City Space Asia Singapore trao tặng. Liên doanh công ty Phát Đạt, An Gia và Great Group mong muốn quần thể kiến trúc của River City trở thành một biểu tượng kiến trúc độc đáo trong lĩnh vực nhà ở và nâng tầm tiện ích cho cư dân sinh sống tại đây. Dự án River City có tổng diện tích hơn 11 hectare, mật độ xây dựng hơn 23% với tổng số 8.000 căn hộ. Dự án này nằm trực diện cầu Phú Mỹ, ngay mặt tiền sông Sài Gòn và gần ngay trung tâm Phú Mỹ Hưng. Vị trí này cho phép cư dân có thể tiếp cận đầy đủ các tiện ích và dịch vụ khác, từ giáo dục, y tế đến thương mại lân cận. Đáng chú ý là mặc dù với các tiện ích vượt trội, dự án River City cũng đưa ra một mức giá rất cạnh tranh trên thị trường lúc này với chỉ từ 1,39 tỷ đồng một căn 2 phòng ngủ, thấp hơn so với các dự án ở cùng phân khúc trong khu vực. Tập đoàn Coteccons, đơn vị tổng thầu dự án, cũng vừa đạt thỏa thuận cam kết mua lại nguyên một block của River City để dành cho cán bộ, công nhân viên và đối tác của tập đoàn này.